Lớp ngắn má ơi, chứ làm gì có lớp dài. Nè, lên lớp dài nè, lại đây. Chứ coi lớp dài nè. Nghe tiếng bé không nghe chân á. Nghe tiếng bé rồi. Lát đây hả? nè, coi này nè, coi tao giặt áo coi gì đây vậy? Chào mừng em trở lại kênh YouTube của nhà Kiên Giang chuyên về dòng xe Chanel. Nay nhà Kiên Giang tiếp tục lên clip cho anh em mình coi giải trí tham khảo nha. Clip của nhà Kiên Giang hôm nay sẽ làm chiếc xe cho anh chị ở khu vực An Giang nè. Mình đến từ đâu vậy anh trai? An Giang chợ mới An Giang. Chợ mới luôn ha. Chợ mới. Chợ mới cái chợ là không bao giờ cũ đúng không? Đúng rồi, không bao giờ cũ. Bao nhiêu năm mà gắn gọi là chợ mới đúng không? Đã nghe chợ mới đúng không? Anh đã Kiến Thành. Kiến Thành nha. Xã Kiến Thành, huyện chợ mới. Sáng mình cũng tranh thủ bắt tài sớm nha. Anh đi hồi 4 giờ đó. Dạ. Thì cái xe của anh là xe chiếc này chiếc neo kim. Neo kim mà lên bánh mâm. Ở đâu gần tàu có lạnh không? Thì cái xe này nãy em có chạy thử rồi. Cái này yếu lắm anh em lên em chạy nồi vòng này kia chứ cũng tệ rồi. Thì lại đây ảnh lại đây sớm quá em cũng không có quay rút mở. Thì ra đợi cái, mấy cái tài anh em lại đem quay cái một luôn đó. Thì hôm nay em làm cái chiếc hôm qua nó hôm qua cái Quỳnh Thăng trả lợi đó là chiếc xe của anh Tú Long An đó. Cái chiếc xe đó chút xíu em sẽ quay đồ cho anh Tú coi luôn. Đi bữa nay anh đang làm mà anh mua ở thay nữa Phú Tăng. Xe này biển Phú Tăng nha. Chiếc sang tên ha. Sang tên chưa? Anh tới trên luôn đó. À. Không? Trong trong tỉnh anh em không cần phải sang tên, em bây giờ thủ tục sang tên thật sự với những người bán người ta khó khăn lắm, không phải ta làm khó anh em mà là cái thủ tục giấy tờ nó đang gắt gói, cái người bán người ta cũng muốn cho nó suôn sẻ, người ta lấy tiền ai đâu muốn neo hồ sơ anh em chi đâu. Đúng, em cũng là dân mua bán xe em biết mà, ra cái từ đó qua cái đợt này lu bu cho nó ổn định đi anh em mình hả, sang tên gì cũng vậy. Chứ clip em đang làm hôm nay có hai anh khách cũ nè đó, anh chạy xe phù hợp bữa đó, cái bữa cái này chăng ơi đúng rồi cái chăng cái bữa mưa bão nè đó, anh chạy cái này im quá anh qua tưởng anh nói anh đền nó dẫn qua anh cảm ơn quá cảm ơn tưởng đâu qua là được qua đây đừng nhịn thiệt nói cho bà con có tin chứ nó bị là bạn đứng đó không có nổi. Anh đại diện được rồi thì thôi, thì đây cũng nói cho quý bà con biết chú nhận đây là làm cái xe rất là đạt đi cầu luôn. Nhà tôi lẫn phải chủ xe nhưng mà bạn thôi giới thiệu qua đây. Dạ, cũng nhờ anh mà. Xe đây cách đây 2 ngày, cái ngày mưa đó. Ngày mưa đó. Rồi mấy lần cái xe chạy êm quá êm luôn rồi bây giờ cái ông chủ này ông chạy qua đây cảm ơn. Dạ, cảm ơn mà ông đem một đống đồ ăn rồi. Đống đồ. Dạ, bà con biết là để có tin tới chú nhà là không có ổn tiền, không phí công đâu. Xa xôi cỡ nào cố gắng đi. Thì qua đây ông đem đồ ăn một đống qua bắt cái rau cái này là đồ của anh em trồng nhà nghe anh em, lợi em đừng có mua cái gì nghe anh em. Ví dụ anh em có đồ trồng nhà này kia anh em ăn cái tình cảm này kia thì được. Lên lớp dài chạy tốt luôn bà con ơi. Chạy mạnh lắm. Mạnh lắm, cái máy đã lắm nè em ơi, đây nè. Chạy này là nóng nè, chạy qua đây là cũng mấy chục cây số nghe anh em, từ Tân Hiệp. Cũng 40-50 cây số đó. Máy nó hỏi mà máy em gu nghe anh em. Mới vừa qua là em bắt quay liền luôn đó. Đã nghe cái tiếng máy chưa? Chạy 40-50 cây số mà cái máy nó chắc vậy đó, chứ không phải mà máy nguội anh em. Máy đụng vô phỏng tay đó. Đi hai người ảnh cộ thêm một đống ba cái đầu gãy đu đủ rồi ba cái bầu mớp gì tùm lum hết trơn kìa. Sức đó mà chiều nay mà nấu lẩu. Không đẹp đâu có làm nhiều đâu. Với cái chiếc xe đồ của anh Tú thì em sẵn rồi nè, cho mấy anh để nó rửa gái chút xíu nó quay đồ cho anh em mình coi. À, quay không, ông Tú thì nói cái câu thật ông có tin vậy? Không vậy? Không biết gì đâu nói. Nói sao cái xe cái tài được không thì nói. Đây là. Mình tôi bắt ông này mày nói. Sao làm ngon nào mới chạy qua đây. Bữa nay qua đây cảm ơn chú nhà rồi sao? Chứ không phải qua đây đền. Qua đền ơn ông thợ luôn. Đền ơn nữa anh em ơi, cái gì chịu nổi không? Con đền ơn về thôi anh em chạy ngon em đã mừng rồi. Bà con nào tới đây thì yên tâm đi. Này là người thật gì thật. Tới đây là lần thứ 6 rồi. Đây là lần thứ 6. Ông ngồi lần thứ 6 quá. Quá dữ. Rồi, cảm ơn anh chia sẻ cái thông tin của anh cho bà con biết đến nhà Kiên Giang. Em là bữa nào cũng là clip nào là cũng xong là em lên liền. Xong là em đăng lên liền à. Chiều nay là 7 giờ anh em mình đang coi clip đó, là clip em đăng là ngày nào cũng có làm mà có đăng, bữa nào có mấy bữa trời mưa không làm không đăng thôi à. Có vậy đó. Rồi để em sẵn mà xe ngon máy móc tốt thì tới đây một lần một thử đi biết tới lần thứ hai đâu.
Thì đang làm thì cái tài hẹn bữa nay của em ở Đồng Tháp. Anh trai đến từ đâu anh trai? Đồng Tháp ở huyện nào vậy? Bình Tháp anh. Thanh Bình ha. Dạ. Xe này là xe Thái anh trai. Xe Thái. Ừ, xe Thái mà lắp ngắn. Đúng rồi. Quay mua đời 2. Bây giờ lên lắp dài hả? Đến xuống nhận lên lắp dài. Thì mấy hệ thì đến với anh chỉ có lắp dài thôi chứ không có cái gì chứ. Thấy xe đó vậy người ta còn lên lắp dài tiếp. Đó. Thì sẵn đây có hai chiếc xe mà khi chiếc xe này là xe Thái mà chưa lên nè, với chiếc xe đó phụ mẫu em lên lắp dài rồi đó. Cho nên em nghe hai tiếng máy hoàn toàn nó khác nhau dữ lắm nha. Đó. Đó là anh đề thử anh nghe thử cái máy này coi. Anh là thợ già đó. Đó anh nghe coi. Lên chạy đó. Thử rồi nó dọn. Ngồi rồi. Mình ngồi mình lắng tai mình nghe. Cái chuyện giọt đây không nói nhưng mà ừ. Tiếng nổ nè. Đúng rồi, nó có kêu nữa. Đó. Nè thì nó lên lắp dài mà không chạy thử rồi. Đúng rồi, nó cái bích tông nó ngắn. Nếu mà nói theo kỹ thuật ra thì nó ngắn thì tốc độ nhanh. Nó lẹ. À, nó nhanh lẹ nó lắm. Còn mình dài thì nó chậm lại nhưng mà chắc. Hụ lên cái ga này nghe cái máy không chắc nè. Cái này không chắc. Đúng rồi. Nhưng mà nước mới còn đỡ nha. Nó mà cũng cái nữa là nó kêu đó. Bởi vì mình để ga tiên vậy. Nó gõ mới đó còn cũ chút là thấy nghe gõ luôn. Nhưng mà nó vẫn có lóc cóc chỏng rồi đó. Có. Này nghe cái máy mà khi mình lên. Còn bên đây khác nè. Nghe cái máy mà khi mình lên lắp dài rồi nè. Bây giờ lên đây là nghe tiếng nổ khác nữa rồi. Đó mà hên bữa nay có hai chiếc xe này cho anh em mình so sánh nghe tiếng máy chứ. Đó. Bên đây nổ tròn vòng nè. Nghe tiếng máy lên nó nổ tròn, nó không nhảy cờ tận. Ừ, nó không nhảy cờ tận. Nó tròn vòng á. Vậy mới gọi là đẳng cấp của lắp dài. Đó. Nó chắc là anh tới hoặc gì anh cũng đưa xe qua lên mẹ, xe anh còn mới. Anh thích thì thích chứ nó nổ em nè. Thụ lên cái là nghe tiếng máy nó không có gõ mỏi gì giống nữa đã vậy đó. Ngày nay có cơ hội cho hai chiếc xe rồi, thì cái chiếc xe này là em không nhận cho khách cảm nhận. Ờ có chiếc xe cho anh em cảm nhận nè, cảm nhận hai chiếc hôm nay cũng đủ duyên chứ chiếc xe này em đâu có hẹn bên là quay Thái bên thì phụ chờ Việt Nam, chờ Việt Nam chờ mập mừng quá đó chú nhận mừng quá mừng chạy được cũng mừng chạy im rồi em mừng. Còn cái cục máy kia tôi nó không phải cục máy tôi nó do cái xe mà không chịu tin gặp mấy người kia nó dụ cái bắt đầu không tháo không bán mạng bán cái máy luôn bán cái máy đi bán còn bán lẩu nữa chứ để cho ông chạy thử xe Thái coi chạy thử xe Thái đây cái gì chứ mà cái này cho bà con anh em được cảm nhận là cái giữ cái xe mới với cái xe cũ mà lên mới lên lắp dài nó vẫn êm. Nếu mà xe của cũ đưa qua lên thì đừng có tiếc gì nữa chứ. Cũ tiếc gì nữa? Xe mới từng lên mà tiếc gì, xe cũ mà tiếc gì? Tiếc cái hệ nó không ngon thì bà con lên cho nó ngon thôi chứ đâu phải mình đầu tư cái gì mà ấy đâu. Mình đầu tư cho mình trải nghiệm cho nó cái độ im độ đã nó có mà. Ông này bây giờ ông còn khách cho tôi nữa, xe ông bây giờ sao bằng xe tôi. Để cho ông chủ xe này ông chạy trải nghiệm xe Thái coi. Thằng em tôi nó muốn mua Future LED mới cho bây giờ nè. Mà nó cũng nổ từng tận vậy à. Nó cũng bưng bưng. Cái lớn thì nó đỡ một chút, cái ga nhỏ để vậy rồi nó kêu mắc két. Cảm nhận xe Thái coi. Nói thật đó, xe Thái người ta ham vậy cho nó cũng như Việt Nam cái gì, cái nổ nó cũng như xe của em tôi vậy. Sao anh nhìn? Trải nghiệm nó có... Chạy cũng được. Không, xe này thì giọt, chạy thì giọt đó, nhưng mà tiếng nổ là nó... Nó cũng đâu có mạnh hơn xe tự đâu. Để em chạy thử cái xe này chưa khi làm cho nó nghe tiếng máy coi. Nó cũng không có ấm bằng lên giá lên lớp dài mình hả? Đúng rồi. Ừ. Không chú chạy nó giọt chứ phải là không giọt. Chạy thì cái độ mạnh đi, chiếc nào phải mạnh đây đó. Mạnh. Ừ, nhưng mà cái độ ấm mình cần cái độ ấm và độ im kìa. Đó là gì đó. Dạ. Mình cần độ ấm độ im á. Để em chạy trước khi chưa lên lớp nha. Camera lên luôn. Nó giọt. Thấy quay đi. Nó giọt nhưng mà nó mà đồ êm thì nó không bằng. Để em chạy trước khi em chưa lên lớp dài cho nên mình cảm nhận cái xe ăn cách. Xe thì vẫn chạy mạnh như nhau anh em, nhưng mà cái độ ấm im á
độ ấm im nó không có bằng mà khi mình lên lách dài nghe nè. Quan trọng cái độ ấm im á. Chạy một khúc cảm nhận được anh em ơi, khi mình làm lên cái xe cái anh em cần cái độ ấm em, anh em mới xuống lúa lên, chứ còn chạy cái chuyện mà lăn bánh hoạt động được thì anh nào cũng như anh đó thôi, miễn sao tới chỗ được là lụm tiền thôi, chuyện đó quá dễ rồi. Nếu cái dòng này thì cái số với cái nồi nó đỡ hú hơn mấy dòng full led nghe nè. Dòng này nồi số anh chạy em cảm nhận thì nó đỡ hú hơn. Cái hệ này em chạy thì nó đỡ hú hơn cái vụ mà phu mập phu lét mình chút thôi, nhưng mà cái độ ống miền của nó chưa có đạt đỉnh nha nè, chưa có đạt gì mấy nha. Nó tiếng máy thì nó nghe nó lúc nào nó cũng làm gợn như đó, nghe nó vô khó chịu lắm đó. Thì máy đang nổ em nghe tiếng nên em biết rồi. Xe này thì nó đỡ khổ mỏ hơn, tại cái xe này đó chủ xe cũng ít có chạy nha. Cái xe này mới đây mới có mười mấy ngàn cây số à, mới có 17.839 cây. Rồi thì sẵn cơ hội đây có hai chiếc xe thì cho anh em mình trải nghiệm chút xíu thêm về cái thông tin kiến thức đó. Những dòng xe này đến với em chỉ làm cho anh em mình ấm mềm lên thôi, chứ không có làm máy gì đâu nha. Em không thấy nè, hệ này em không nhận làm máy đâu nha anh em. Cho mang đợi cho nó mở ra cho nó nâng cấp lên lớp dài cho anh em. Thì cái chiếc phô mộc đó em đã nâng cấp rồi đó, chủ xe chạy nói chung là rất ưng ý rồi. Qua đây chúng mình đi qua đây chơi thì cảm ơn em thôi, chứ cái xe nó không có làm gì nữa hết trơn á. Chiếc xe Thái này mở rồi nè, thì em cũng nói cho anh em biết đó là xe Thái, xe Việt Nam, quay dây phu mập phu led gì nó cùng một hệ máy một nha anh em muốn gọi gì đó gọi, nó chỉ là cái tên gọi thôi. Nhưng mà cái cốt lõi để cho anh em biết rằng á là cái xe Thái xe Việt Nam gì không biết, nhưng mà cái cốt lõi quan trọng anh em phải biết cái thằng nào là nồi đồng cối đá, cái đó là cái quan trọng. Còn cái tên gọi anh em muốn gọi thằng A thằng B thằng Tèo thằng Tí gì đó thì ai muốn gọi gì gọi. Việt Nam thì gọi phu led, phu mập. Bên Thái Lan sản xuất thì gọi là quay y. Đặt cái tên chi đừng cho nó trùng với nhau, đặt người ta bán thôi. Cái cốt lõi là anh em phải biết bên trong những cái dòng xe người ta sản xuất ra cho anh em mình đó, cái gì là nồi đồng cối đá, cái gì là không nồi đồng cối đá. Anh em mình tìm hiểu mấy cái đó nó quan trọng, chứ đừng có tìm hiểu vui mấy cái tên này đừng thật sự. Có nhiều khi người ta muốn lên đờ, người ta muốn lên tem cũng được vậy, người ta muốn lên áo cũng được vậy, người ta muốn lên máy cũng được vậy. Đó, người đâu có cần thiết, phải đâu có nhất thiết quan trọng mấy cái điều đó đâu. Những cái điều đó là sao mà anh em hiểu ra được rồi, cái thằng nào là thằng nồi đồng có đá, ăn chắc mặt bền. Xe này cũng 70-80 triệu đâu ít đâu. Đó. Nhưng mà người ta vẫn chê. Là chê là tại sao là chê, là chê từ trong cái máy. Cho anh em coi cái máy tháo ra nè. Thì cái chiếc xe thì những mấy cái ban này từ xưa giờ anh em đã nắm những dòng xe này rồi, thì nó là xe Thái thiệt chứ đâu phải là xe Việt Nam. Nhưng mà xe Thái nó cũng có một số món là mình thấy nó đạt nghe nên, như là bộ số này em thấy là bộ số này được nè. Cái đời này là cái đời sản xuất 2018 nha. Đây đét năm sản xuất, xe thì bán 2019. Đó nè, xe nè, xe năm sản xuất 2018 nè, tháng 12 12 luôn nè, em thấy chưa? Những dòng xe Thái người ta đều đặt khắc tia laser lên đây hết nghe nè. Đó. Mà tại sao Thái thì anh em biết rồi đó, mình cũng phải biết cái nào là Thái, nào là Thái nồi đồng cối đá.
thái nào là cái thái cái đồ nó dạng chung chung đó, nó không phải là nồi đồng khối đá. Thật ra mình chạy, mình là người tiêu dùng, mình cảm nhận đó là thực tế nhất. Còn kỹ sư sản xuất ra là chỉ sản xuất cho anh em mình xài thôi, chứ kỹ sư không có đi mấy cái dòng xe này đâu. Đó là vậy đó. Thật ra anh em muốn ngon, ấm, im, có cái cảm giác trải nghiệm, nó cái cảm giác nó đã đó, thì anh em mình phải nghiên cứu đến sâu xa hơn nữa. Chứ đừng có nghiên cứu mà thấy mang tên rồi cứ cái xe Thái thì cứ ra là mua. Vậy là anh em dính sai lầm, trả học phí nặng lắm. Học phí là cái anh em bỏ tiền ra mua mà trả học phí đó. Chứ mà chủ xe này mua cái xe này cũng 7-80, chứ đâu phải là xe mà 30-40 triệu đâu. Thì từ đó chủ xe chạy mới không có đạt theo yêu cầu, không, nói chung là không ấm không im đó. Và chủ xe mới quyết định mới lên cái dẫn là lên đồ. Chứ mà cái xe đâu phải là tháo qua sửa đâu, nhưng hệ máy này đến với em là không bao giờ em sửa rồi nè. Lúc trước thì em không bao giờ sửa mấy hệ máy dòng khuôn mặt led này. Em chỉ nâng cấp lên mấy cái đồ nồi đồng có đá cho anh em mình xài thôi. Nó là vậy đó. Thì trong cái cốt lõi cái máy này là anh em nâng cấp lên đồ nè, lên nè, này em thường gọi là cái dên nè, cái dên này gọi là cái lắp nè. Đó. Lên cho anh em mình. Giờ lên cho anh em mình là gọi là lên cái dài nè. Để nghe nói ở đồ Thái, anh em thay đồ Thái thì nhiều khi anh em mình nó nghe hoang mang không hiểu. Dài cái này gọi là nếu mà lên dài hơn, dài. Đó. Thì mình gọi cho khác lạ đang cho anh em mình lên đang cho nó dễ biết thôi. Nè còn cái bố của nó nè, còn ở bên trong thì bánh xe mũ thì ngàn xưa vậy anh em đã biết rồi. Đó full mập, full led rồi thằng nào lắp ngắn là xài bánh xe mũ hết, kể cả cúp 125 luôn. Đó, nói chung thằng nào mà xài mà có con ốc chỗ này là anh em là phải biết nè. Bánh đỡ, bánh nồng đó. Đó anh em cứ dòm vô cái lỗ đồng là có con ốc chỗ này là anh em biết là mấy thằng Thái lắp ngắn không đó. Cái thằng nào mà nó không có con ốc này, nó đi hai cái đũa giống như mình đó, là thằng đó là thằng lắp dài. Không biết xe Thái, xe Việt Nam, xe Nhật gì, xe Trung Quốc gì không biết, nhưng mà thằng nào mà nó xài cái vụ mà hai con thằng lằn đó là nó bền à. Nó tính trong cái vấn đề là cái dòng xe nồi đồng có đá và xe không nồi đồng có đá, anh em đừng cứ nghĩ mà xe Thái, xe Việt Nam, xe Nhật gì hết trơn á. Mình cứ hiểu cứ biết được nó thiết kế cái đời đó đó là cái đời ăn chắc mặt bền, là đời nồi đồng có đá nó bền. Chứ nhiều khi anh em mua chiếc xe 100 mấy triệu gì mà nó không có đúng với những cái đầu nồi đồng của đá nên anh em chạy lê quay anh em cũng bán à, cũng chê à, nó không có đạt đâu, cũng bỏ ra. Đó. Ra những cái hệ nồi đồng của đá người ta có khác lắm. Như mấy cái bánh mũ này nè, chút xíu nó là tụi em là dột bỏ trơn nè, không có xài nè. Là như cái nồi của nó nè. Bố nó cũng bố ngắn luôn nè. Đó. Xe này thì chạy mới có 10 mấy ngàn cây thôi, thành ra không có chạy nhiều. Số bọn này kia còn ngon, số là chút em giữ số lợi cho chủ xe nè. Số người ta nè, thấy không, đồng màu thấy không đó. Bỏ số bộ mặt của led mình á, màu đen màu trắng gì nó tùm lum màu chống như người ta một màu một bỏ 3 món hả chú, cái này bỏ để chú khỏi chú xe kìa, 3 món hay 4 món hay 5 món nên cái này giữ một món số thì thấy có bỏ là bỏ, cái này là phải đi chung rồi nè, cái này là 3 cái này là đi chung rồi. Rồi anh em mình xe tận dụng thì tận dụng là được của nồi một số thôi đó, bỏ là phải bỏ chung anh em, chứ không thể mà bỏ 2 món gửi 2 món không được nữa, nó đi chung với cái hệ này. 3 món là chắc ăn rồi đó, 100% rồi đó. Những khuôn mặt của led đến với em là 3 cái này phải ra đi rồi đó, anh em không có tiếc được nha. Tiếc thì mình chỉ cho bác xe cày bừa thôi, có gì đó. Mình ra nằm trong cái nhóm mà chơi xe ấm im á là mình phải bỏ thôi, chứ không có nói tiếc được, mình phải chị từ trong cái góc chị ra. Để anh em mà bánh xe mũ này nè mà cứ đi thay hoài bể hoài không biết, mình chạy cũng đâu ngon đâu. Chuyện cày bừa mà thay thì anh em về cày thôi, chứ chạy mà ấm im như người ta là không đâu có được. Rồi cái này có chỗ xe đi theo cũng dễ rồi. Bước lại trước đây nó đóng vô. Chứ bỏ chung luôn á. Bỏ chung luôn. Cứ gác thấy nó cứ để gầm góc ở trên này. Đúng rồi. Rồi cái phần review đồ. Review anh em mình coi chơi. Thì em có một môn đi làm lại hoài. Nhiều khi nó đôi với công chuyện em thấy nó chán. Nhưng mà đối với anh em là nó chuyên nghiệp lắm nha anh em. Chuyên nghiệp là từ cái món đồ đến cái khi mà thợ nó lắp cho cũng chuyên nghiệp luôn. Nó không quên đồ được. Thì em làm mà chuyên ngôn mà. Thì ra cái điều đó là mình làm cái thợ chuyên mới làm đạt được cái điều đó thôi. Còn mình gấp không chiên là gấp lộn mà gấp ngược chuyện bình thường thôi. Nãy lâu anh thấy xé ăn cái thì đã tay vậy thôi, chứ tụi em xé hoài cái quen tay rồi. Không có gì đâu. Xe nào hơi mà yếu yếu đó đem bởi em nhàn chút phen cái mà mạnh liền. Đương cái mạnh diện yếu mạnh quá dễ rồi. Mấy chiếc xe mạnh mà người ta cần ấm im người đến với em nữa kìa. Đó, mà ấm im nó cần ấm im đó đó mấy anh, chiếc xe quay đi đó. 80-90 triệu đó. Người ta vắng mạnh gì? Nhưng mà cái chuyện độ ấm độ im nó không có. Còn những cái dòng neo của anh em mình đang xài, độ ấm độ im nó có sẵn rồi. Mình chứ có anh là đâu có cần làm máy đâu, anh thấy không? Chạy mười mấy năm nay mà cái xe nồi đồng có đá của anh em biết cái độ đẳng cấp như thế nào. Nè nguyên cái dây em giữ là luôn nè. Nó có sách mắt có chứng nè, chứ đâu phải mà đem đi ép đi thay gì đâu. Đó. Nguyên si anh em dòm củ xì là biết rồi đó. Đó. Chứ không phải đồ mới đâu à.
Thì đây là cái máy của anh em bảo dưỡng cho anh. Tại vì anh chạy đã lắm anh em ơi. Cái lần cho biết đã lắm. Đúng rồi, lại đây nó đứng đứng xe vịt ta thấy đã rồi nè. Đó. Tôi thấy xe mỗi tay rồi đó. Của anh hồi nãy là có nó lai cái trái bít tông thì là thay là cho anh trái bít tông xịn với lòng xịn mà xài cho anh lòng gã xe. Xe thì thay cho anh cái lòng mà em vệ sinh sạch này nè. Đây là lòng gã xe em dợp nó đóng vàng vàng là nó rồi nghe. Đó. Thì cái hiệu bít tông Thái mình là đó trước giờ nó có hiệu một nè. HFA đó, thì chiếc xe Thái đem gã ra nó cũng đóng HFA vậy đó. Có hiệu một vậy đó. Cái máy này em bảo dưỡng chứ thay một số phụ kiện mà nó bị lai đồ đó. Em thay là đúng gì ghi này thôi chứ không có làm đồ lô. Trong đây những cái khâu làm đẹp thì em làm đẹp xong rồi nè. Thì cái dịch vụ đến với em đây á, là anh em có yêu cầu thì mấy cái này em yêu cầu em làm thêm nha. Đó nó mới đẹp vậy nè. Nắp anh em muốn đổi nắp sơn thì đổi, rồi muốn xài nắp mới thì xài. Em chơi yêu cầu nắp mới thì em chơi nắp mới luôn. Đó. Thì đến với em á, là anh em được quyền lựa chọn từ cái máy cao cấp cài bừa hả là như thế nào, quyết thế nào đó em đều lo cho anh em được. Kể cả nguyên cục máy Thái cũng có luôn nha. Thì em là hệ chuyên mà anh em biết rồi. Đến nhà chuyên gia thành ra cho anh em được lựa chọn là từ cái điều đó đó. Mình làm cày bừa cũng được, cao cấp cũng được, mà làm nguyên cục cũng được, đã lắm. Đó. Em cứ xé hết để cho đại thống gắp cái máy này cho anh cái nha. Nhiều lắm nha anh. Đứng có mỗi giờ thì chút điếm bao nhiêu món giùm em nghe. Không anh điếm không nổi đâu. Có chị đi theo nhờ chị điếm tiếp. Điếm không nổi đâu. Kệ đi cho chị nằm giỏng đi. Để mà bắt ra nữa làm nó mệt lắm à. Rồi để cái thời gian hôm nay em làm tới 3 cục là em dành thời gian quay tới 2 cục kia cái nữa hàng, nhờ anh tiếp em cái bộ này cái ha. Tại vì hôm nay cũng 2-3 tài không thì cái nó dồn. Rồi cái tài này, cái tài chiếc cơ quay y nè. Anh trai xuống, anh trai ơi, tới tài. Anh qua đây đi, xé hết cái mâm này cho Phú Kiên Giang gắp cho anh. Thì khi chiếc xe của anh nó đến nhà Kiên Giang á thì cũng cho anh em tham khảo luôn. Những dòng phô mập Polet của Y35 nó đều là một hệ lắp ngắn. Em gọi nôm na là gì đó cho anh em mình nó dễ hiểu. Để nói xe Thái mà tại sao mà đi lên đồ Thái. Cũng gọi là Thái nha, nhưng mà anh em phải biết cái Thái, cái độ ăn chắc mặt bền nó khác. Anh em cái độ nồi đồng có đá nó khác. Còn cái độ Thái và cái độ tệ là nó khác nữa à. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Anh em người ta bỏ tiền, người ta đã trải nghiệm rồi, người ta biết, người ta mới nâng cấp đồ lên. Chứ không phải mà tự nhiên mua chiếc xe về nâng cấp liền, người ta cũng tìm hiểu. Những anh em đi chơi trước đó, người ta đã lên trước rồi, chạy trong độ im, độ ấm, đã nó có. Thì anh trai quyết định xuống lúa. Lên đây cho em lên cái lắp dài này, em hôm nay gọi là cái lắp nè, dên nó nghe nè. Đó, mình gọi gì cho anh em, nó có cái từ nó khác, cho nó dễ hiểu vậy thôi, chứ không có gì đâu. Đó, lên nè. Chung đến với em hoặc lép là lên đồ, chứ em không có làm máy lại đâu. Cái máy này cho dù anh em mua cái máy hãng trong cửa hàng sản xuất ra đó, gắn lên nguyên cục lên là chạy có không im mà. Xe mới nó cũng không im sẵn rồi. Kể cả xe nhập khẩu Thái Lan gì mà có không im nè. Nhưng mà cái xe nhập khẩu Thái Lan gì em tận dụng cho nên được mấy món nha. Như là bộ số này em tận dụng lại nè. Không cần phải thay nè. Đó em giữ lại cho anh trai luôn nè. Đúng là tận dụng cả bộ nồi lăn, nhưng mà em muốn thôi cho anh trải nghiệm cái bộ nồi mà bố dài. Thì đi cái bộ nồi bố dài đang cho anh chạy cho cái xe cho nó có cái độ nó đã nó khác nha nè. Mình là mấy dòng cái nồi này là nồi Thái mà bố dài nha. Những cái nồi Thái này đều người ta có nóng đét năm sản xuất trên cái nồi hết trơn nha. Em lưu ý nghe, mua mấy cái nồi này nhớ mua đợt 22 đảo lợi thôi nghe, nên đừng có mua đợt cao nghe. Mua đợt cao cái gì dục bỏ đó, không có xài được nghe. Từ 22 đảo lợi thôi, 23, 24 là không có xài được nghe. Tại những hệ đó nó qua dòng máy khác rồi. Anh em muốn lên đồ mà nồi đồng có đá thì xài cho em 22, từ 18, 19, 15, 17 gì cũng được. Đừng có mua đợt cao quá. Đó, gì đó. Thấy lên thiết kế cho anh trai gì có cần bổ sung thêm gì nữa không? Không ăn gì được anh. Gì cũng được ha, theo dõi hoài quá trời, ghiền có ghiền chịu hết nổi không? Chịu hết nổi xuống đây chứ. Đúng rồi, tại vì mà mỗi lần theo dõi coi clip mà nghe những cái tiếng máy thôi, có là thấy ăn ngủ không được. Quay lại chặt là phái à. Rồi quay lại dòm cái xe nhà của mình mà cứ kêu cái là thấy nghe thấy nó bực bội rồi. Đó, thì anh trai có điện với em trước, em đã đồ đạc em đã chuẩn bị mua sẵn hết trơn rồi. Cứ lại đây là để gỡ ra vệ sinh lót máy này kia cho nó sạch sẽ. Hồi nãy nó cũng nhờ cái máy nó không có đen, nhưng mà có cái nó đóng vàng vàng đó, thì em cũng phải vệ sinh cho nó trắng luôn vậy nè. Trắng đẹp cái mình đưa vô cái máy nó từng chi tiết này mà. Vô cái máy nó đã dữ lắm. Đó. Rồi cái máy, những dòng máy này thì đến với em là chỉ 3 món, 5 món, 4 món gì thôi. Thì mình muốn tặng, mình muốn với của anh thì gắn thêm một cái bộ xử lý khí thải cho anh đây nè. Khí thải này có cái con ống hơi này nghe nè. Đó. Chút xíu nữa gắn bộ xử lý khí thải dẫn cái nữa là xong chứ không có gì.
Rồi cái máy thái thì những dòng anh em xài full mặt full led á, thì mỗi clip em nói một cái chút thôi, chứ nói mà hết từ A đến đích á thì nó lâu lắm. Thì cái một chút chút anh em nào mà chưa coi hết clip em nhiều lần á thì anh em cũng chưa có hiểu, thì cứ điện thẳng cho em cái số điện thoại cho màn hình á, em sẽ tư vấn cho anh em mình cái xe đó vô cái gì và cái nó phù hợp với túi tiền mình là bao nhiêu nữa. Thông thường em làm những cái máy này nó tầm khoảng 20 quay đầu anh em, thì những gói mà anh em muốn yêu cầu cao cấp hơn thì nó lố qua hơn tầm khoảng 2 triệu ngoài à. Thì nó tầm khoảng 22 triệu đó. Thì cái đó là những theo yêu cầu của anh em, thì lên bụi xử lý khí thải, nói chung mấy cái đó mình lên giống như lên anh em lên đồ chơi vậy đó, chứ nó cũng không cần thiết gì mấy. Thì anh em muốn thích thì mình lên. Rồi nhờ anh xé hết ba cái linh tinh đó đi cho Phú Kiên Giang gắp cái máy cho anh cái. Em còn quay cái máy chiếc xe của anh Tú cũng ở bên cửa hàng Bình Thăng bán cho anh Tú, thì nhờ em làm cái máy. Thì những anh em nào có mua xe bên những mấy cửa hàng đó mà đưa những mấy cái máy mà hệ mà đưa cho nhà Kiên Giang làm cho anh em, là anh em được có một cái là em quay chi tiết rõ ràng minh bạch công khai, anh em khỏi lo yên tâm về chất lượng máy rồi. Máy là nhà Kiên Giang là ngay hệ chiên đó nghe nè. Em đặc biệt chiên về động cơ trong lông này, động cơ máy thôi, chứ dựng động cơ khác là điện em không có nhận làm nghe. Em biết làm chứ phải không biết, nhưng mà mình chiên sâu tập trung vào chuyên môn một môn một làm cho nó đạt, cho nó giỏi cho anh em, cho nó đạt theo yêu cầu sau này thôi. Rồi để em còn cái cục kế tiếp em quay để nói cái dòng máy này sâu quá, nhưng khi mất cái thời gian anh em coi tới sáng rồi anh em la làng thôi. Anh cứ xé hết đi rồi xé xong bây giờ anh giống anh nằm anh ngủ cơn tiếng đồng hồ là nó gắp xong cái máy rồi đó, nó cũng nhanh lắm. Anh em đến với em là qua đầu giờ chiều là máy nổ rồi, nó tập tập rồi. Tới cái cục máy thứ ba đi. Tới cái cục máy xe của anh Tú, thì hôm qua em với cùng đệ Quỳnh Thăng thì cũng có mở cái máy rồi. Quỳnh Thăng thì nắm bên cái khâu là dọn xe làm đẹp cho anh em. Em nhà Kiên Giang làm cái mảng bên là gắp động cơ máy và thay cái gì và làm cái gì trong động cơ máy là nhiệm vụ của em, là phải rõ ràng minh bạch nó công khai cho anh em mình coi. Cái gì cũng vậy, mình làm minh bạch rõ ràng này nó lợi sau này dữ lắm đó. Những anh em nào mua xe bên cửa hàng mà của Quỳnh Thăng đó, anh em cứ yên tâm. Những cục máy anh em mà chạy mà Quỳnh Thăng bảo hành cho anh em mình mà thời gian dài đó, chạy mà cái máy không im thì cứ qua đây, cứ yêu cầu Quỳnh Thăng cứ đem qua thằng Kiên Giang là nhà Kiên Giang sẽ giúp cho anh em mình làm cái máy nào. Nhưng mà anh em cũng phải lưu ý rằng khi anh em mua cái xe cũ á, nó có điều thế này, thì xe cũ qua thời gian là những cái máy anh em ta mở ra thì ta làm trong cái máy anh em cũng đâu có biết làm gì chóng đó. Thì nó có hai phương án làm máy, là lúc trước em cũng nói nhiều rồi. Thứ nhất, khi mở cái máy ra đầu kia anh em gia công lại, ví dụ như dây nếp lại, lồng xấy lợ, nồi bọng này kia mình làm lợ, số thay có trong tải xài lợ, đó là những cái gục bên trong mình làm lợ. Còn phương án thứ hai của nhà Kiên Giang làm cho anh em á, những thứ đó bỏ hết không có làm, mua cái đầu kia mình lắp lợ hết. Thì nó cũng giống như giữa anh em mua chiếc xe gin hay xe gớt vậy đó. Chiếc xe gin thì cái giá trị của xe gin thì lúc nào cũng cao, còn xe gớt thì giá trị lúc nào cũng thấp rồi. Thì khi anh em mua chiếc xe cũ á, mình cũng chấp nhận cái điều á là đồ đã làm lợi rồi, không còn gin nữa. Còn anh em mà muốn yêu cầu cái máy anh em vip về gin như xưa thì anh em phải yêu cầu người ta nghe, là cái này anh em mình phải thêm tiền nghe. Tại vì cái người bán thật sự chứ, bán cho em á con xe thì không có lời nhiều đâu. Nhưng mà chúng những cái máy này nè, cái máy này là Quỳnh Thăng đã nhờ thợ anh em làm rồi. Nhờ ở đâu khu vực ở đâu thì mình không có gành. Đó, nhưng mà làm chạy không có đạt. Nói chung là cũng đi bảo hành, bảo trì này kia các kiểu anh em chạy cũng không được. Đó, thành ra Quỳnh Thăng mới kết nối với em. Thì để tới là những cái máy neo là đến với em á, là làm cho anh em hai cái phương án để làm. Đó, thành ra làm cho anh em mình á là cái thiết là cái gói dừa dừa và gói cao cấp. Nó nôm na vậy đi, hai gói để cho anh em dễ hiểu. Còn những anh em mà đến với em đây trực tiếp á, thì mở cái máy ra mình thương lượng giá cả này kia, mình làm cái gì và giữ cái gì nó cũng dễ. Còn những anh em ở xa vắng mặt, nó không có đi lại trực tiếp được qua cái màn ảnh nhỏ, thì em cũng phải quay rõ ràng cho anh em mình coi lại gì. Đó, thì trong cái clip ngắn của em cũng không có thể giải thích dài được. Đó, thì những anh em nào mà có muốn biết thêm thông tin về xe dọn, xe mới, xe bán, xe gin, xe gớt thế nào đó, thì em sẽ tư vấn riêng cho anh em sau nha. Thì trong clip này em sẽ tư vấn xương qua vậy thôi, tại nó thật sự nó cũng dài dòng lắm. Rồi trở lại vấn đề cục máy của anh Tú hôm nay. Thì anh Tú thì không có qua trực tiếp, thì cũng có nhờ Quỳnh Thăng qua đây. Thì Quỳnh Thăng cứ mở cái máy thì mấy cái đồ cũ thì em đã bỏ chê hết trơn rồi, đó đem về cho đệ Quỳnh Thăng đem về rồi. Thì thay trong cái máy gì em sẽ quay cho anh Tú coi và anh em mình cùng tham khảo luôn. Thì đây là cái số máy này, là cái số máy của anh Tú này nha. 04 đầu là GT nha nè. Đó GT 04 đầu.
thì lót máy vệ sinh này kia cũng đã đẹp sạch sạch sẽ trơn rồi nè, hoặc là máy bên trong em thay em mới hết trơn nha đó. Thì kể cả cái lóc này em cũng thay luôn nha, cái lóc này em thay là cái lóc Thái luôn rồi nè, BMAT này đó. Cái cục máy này á, giữa anh Tú với Quỳnh Thăng, thì Quỳnh Thăng là người bán cho anh Tú, nhưng mà anh Tú muốn yêu cầu á, là cái máy này phải làm là cái gói là cao cấp, về zin luôn chứ không có đồ zin làm lại, làm về zin luôn, cái là đồ cũ bỏ hết, mua đồ zin lắp lại. Thì trong cái máy này hôm qua em lên cái bill á, thật sự là cái bill này cũng hơi cao, thì giữa cái người bán và với người mua thì thương lượng giá cả như thế nào biết, nhưng mà em đây thì em lấy tiền của bên, nói chung là anh em nào đem lại em thì em lấy tiền người đó, em đã lấy tiền của Quỳnh Thăng rồi đó. Thì giữa em với Quỳnh Thăng đã hợp đồng cái máy này làm như thế nào thì đã có bill bọng này kia rồi. Còn anh em nào muốn biết giá cả này kia thì cứ điện em sẽ tư vấn cho anh em mình sao nha. Cái máy này em đã tính tiền với Quỳnh Thăng rồi, thì cái máy này sẽ vô sẽ quay kỹ cho anh em mình coi chút xíu, tại cái này nó hơi ấy, hơi dài chút xíu. Rồi trong cái máy bỏ hết nên nó chỉ giữ cái bộ nắp rồi thôi nha. Đây là cái bộ nắp mình giữ lại nè. Nắp này sơn đẹp rồi, thành ra em không có cần phải đổi phải thay nha. Đó, trong trắng này. Có cái cuộn lửa, cái cuộn lửa đây đây. Cuộn lửa ngày qua thì em kiểm tra thì em thấy em cũng không có tính thay nữa. Nên em giờ nó đang thời lùi nè. Đó. Vậy thế em thôi, cái cuộn lửa này thì em thay thêm thôi. Cái cuộn lửa này em tặng cho chủ xe nha, chạy chủ xe này cũng ủng hộ em lần đầu rồi, cục này nữa là lần coi như lần thứ hai đi đó. Thì cái riêng cái cuộn lửa này em hàng gã xe của Thái Lan thì em tặng riêng. Tại cái bill em đã tính tiền hôm qua rồi, nó xong xuôi hết trơn rồi. Tại em thấy trong cái máy mình thay hết 90% rồi mà thấy nó còn sót món lại coi không được, thì mấy cái này thì kệ anh em có trước có sau đó, thì em tặng cho cái cuộn lửa luôn. Trong cái máy này thì báo cho anh Tú biết là cái ruột này là em chở gì gin hết trơn nha. Đồ gin á là mua toàn bộ đồ gin là của máy của đồ gin 55 gã xe đó. Mua lấy hết cái ruột đưa ra cho anh. Đó, thành ra nó sạch xanh luôn. Chỉ giữ cái bộ nắp chứ cái lóc số thôi. Ở kể cả cái lóc giữa em cũng thay luôn nữa. Thì bên trong ruột thì nó gồm là có cái dên nè, dên Thái nè. Nè, dên Thái có rảnh nhà máy nè. Đó, thấy chưa? Nè, bộ số Thái luôn nè. Nè em mua cục máy nó hết cái ruột luôn đó, dên bộ số bộ nồi nè. Nè bộ nồi thì những dòng neo này cũng diện anh em xài có 22 đổ lại nha, anh em mua lố 22 là không có xài được anh em. Đó bộ nồi nè, có cái qua lăng thì em giữ lại, qua lăng này nó không hư đâu, giữ lại. Nồi lồng đầu gã xe luôn nha, nói chung là mua hết trơn nguyên cái máy gì ghiên luôn đó nè. Đội AT anh em đầu Thái, anh em dòm cái co là biết rồi đó. Lòng thì đây là những cái phương án mà những cái cục máy mà anh em muốn về zin đó, mình phải thay tới mức độ gì đó, thành ra giữa cái xe zin với cái xe gớt anh em mua nó chênh lệch với nhau là gì đó. Còn đồ zin mà anh em gia công lại thì nó không có cao, gia công mà dên ép lại lòng thấy lợi thì cái phương án đó thì mình làm này nó rẻ hơn. Thì cái xe này là của anh Tú rồi, nói chung là cũng anh em ta cũng khách hàng người ta cũng chịu chi, thành ra cái giữa cái người mua với người bán với nhau ta thương lượng, người ta làm cái máy này gói cao cấp nó vip nghe nè. Thì em mua toàn rồi đầu tiên em lắp về thành cái máy lại, thì chỉ trong cái máy này em cũng báo cho anh Tú biết là giữ là được cái bộ lửa thôi, là giữ cái qua lăng này nè, nó tại qua lăng này nó không hư đâu nó, thì không có cần phải thay chi cho tốn tiền. Đó, nắp bộ này kia giữ được bộ nắp đó chứ. Bộ nắp là bộ này nè, này gọi là bộ nắp nè. Đó. Rồi, trong hôm nay cái clip thì em cũng quay đại khái chi tiết gì đi, cũng cặn cảnh lắm rồi. Thì quan trọng giữa anh em mình đó là cái niềm tin thôi. Thì anh em tin nhà Kiên Giang. Đó thì anh em mới giao chiếc xe đến cho nhà Kiên Giang ở đây làm, không có có lợi trực tiếp mà quan sát thôi. Thì qua màn ảnh nhỏ thì em quay làm sao em làm gian vậy chứ không có thay đổi mà cải cách gì đâu, em đừng có lo, chỉ có cải cách là bổ sung thêm thôi, cũng giống như cái cuộn lửa vậy đó. Tại sao anh em không, khi mà em tính bill cho anh em đâu có thay cuộn lửa, nhưng mà tặng cho anh em mình chứ lại có nhiều đây cũng điện anh em thêm tiền nữa, không có thấy nó kỳ lắm. Thôi em tặng cho anh em mình cho nó tròn trịa trong cái máy mình đó, tại mình lên cái độ hết 99% rồi, chỉ còn 1% nữa thôi, chừa làm gì, thay luôn cho nó ngon luôn đó.
Rồi cái máy này cho đại quy gấp vô đi, qua gấp tốc hành vô đi, đặng chút xíu nữa cho anh em nghe cái tiếng máy luôn coi. Không hả? Đó đẳng cấp của lớp dài mà vậy mới được chứ. Lần nhất thứ hai đi chỉnh nhỏ là nghe đếm vòng. Rồi chị nghe tiếng vét phun nữa hả? Dữ dằn chưa? Hơi mạnh. Anh cũng trải nghiệm một cũng mười mấy ngàn cây số rồi. Khi mình lên cái máy này nè, mình lên đồ này nè, lên đất rồi nè, mình chạy rồi mình sẽ biết những cái điểm khác nó liền. Đúng rồi. Đã vậy nè. Những cái nào mà chưa từng trải nghiệm á thì lên mình chạy tiếng máy nào mình chưa có cảm nhận nhiều. Anh đã từng chạy full mập, full led, cua neo gì tùm lum tùm la hết trơn rồi, chứ quay y rồi. Thành ra mình lên có cái độ khác của nó. Đó, những anh em mà xài mấy... Chạy thử thôi. Chạy chồng đi. Thử coi. Thử đi. Nghe tiếng bếp. Đây có một chiếc nè, chuẩn bị cũng giống như xe này nè, lên lắp rồi nè. Đó. Đây nè. Xe này là chiếc này mới gọi là full mập full led nghe anh em. Xe nãy là xe nãy quay gì thì nó cũng có một thứ máy à anh em ơi, chứ không có khác cái gì đâu. Đó. Anh em nghe đề máy và nghe tiếng máy là anh em nghe thấy ghét rồi. Máy này phải mình chê gì mà lại nó là tệ gì đó. Máy gắn chỗ nào không biết, trời ác chứ. Vô luôn. Trời ơi đang chiếc nữa hả? Trời ơi bữa nay vô rồi, bữa nay đang là xe lắp ngắn không trời. Thêm chiếc lắp ngắn nữa nè. Lắp ngắn má ơi, chứ làm cái lắp dài. Nè lên lắp dài nè, lại đây. Chứ coi lắp dài nè. Nghe tiếng bé không nghe trơn á. Nghe tiếng bé rồi hả? Lắp hả? Đây nè coi này nè, coi tao giặt áo coi gì đây vậy? Thì nó lắp. Ôm chứ. Chị nó có lấy đồ không? Đi chảy luôn hả? Ừ. Cái này có lấy từ hú ra. Chưa biết bây giờ sớm. Coi như nó coi chiếc xe. Khoan để chiếc xe đó đi cho con coi chút xíu coi, từ từ. Mới ra nè, ừ, rồi. Cấp mới vậy đó. Cấp mới luôn hả, quá dữ. Coi cái lắp dài này trước rồi đi. Đây cho anh em lại coi cái cây. Thì nên dồn cái cây bô cong cong rồi quẹ là biết đó nghe. Đó, bỏ mấy anh em bình luận nói cái xe Việt Nam không có bô gì đó. 40. Thì nói chung là Thái Việt Nam vậy anh em cũng, nó cũng có một mẫu xe thôi chứ có khác gì đâu. Tháng 2 đó.
anh em muốn cao cấp và dữ dằn là mình phải chịu khó nâng cấp lên thêm nha anh em. Vậy thì cũng vậy, em nghe cái máy đã ghiền rồi. Nó có cái bô, nó có thêm cái bộ xử lý khí thải này, cái tiếng máy nghe nó khác thiệt nè mày, nghe nó khác hơn cái tiếng máy mà không có cái bô mà nó có bầu xử lý á, khí thải nè. Như những dòng xe đời mới nè, cái xe này để mới gấp xe cửa hàng luôn nè. Rồi anh mới chạy chưa được 20 cây số nè, nó chưa được 20 cây số nữa thì những cái xe này mà anh em nghe cái tiếng bô tiếng máy nó khác hoàn toàn nữa. Đó, xe mới nha, cho anh em nghe tiếng máy nha, anh em biết nè. Làm cờ bựng vậy đó. Đó là cờ bựng rồi lóc cóc lạch cạch thì tùm lum giống vậy đó. Vậy thay lông nhớt liền tốc hành. Thay lông nhớt đi rồi hả, chạy đi chơi. 300, 500 ở thay hả? Thay liền đi, đừng có tiếc, để đi xa là nó mệt lắm á. Xe nhớt trong hãng ra là nó có chút xíu chẳng à, đổ ra chừng xị à. Để mình đi xa xa cái là tiêu đó nghe, cái xe này chưa lấy biển số đó nghe. Xe này ma mẫu vừa mới chát đẹp quá nè. Anh em chơi bức hệ này nè, lên đắp cái đi là thứ gì chịu nổi không? Đó là những chiếc xe mới trong cửa hàng ra đó nghe, chứ không phải mà xe dọn nghe anh em. Đó. Này cũng xe trong cửa hàng ra không, mà cái xe này chạy nhiều hơn rồi. Xe này tiếng máy nghe nó đỡ hơn được chút. Con để nó gà cò với vệ sinh rửa gáy nó xong rồi đó. Rồi từ tiễn cho anh trai này 66 về trước đi. Lợi sao mà về trước nè, ác thì chứ. Con mất về trước đi. Cái xe này à. Còn áo khoác này khi hành lý cho anh chưa? Máy này quá đã rồi, gì mà ăn ngủ ngon rồi đó. Để coi clip mà mỗi lần coi ngủ không được, lần coi ngủ không được. Rồi. Mới hệ nào ghiền nó coi clip là thế nào là ngủ không được rồi. Đó. Bây giờ trở thành là con cọp này mới được gọi là xứng đáng cọp nè. Cọp nó phải lắp phải dài mới được. Cọp lắp ngắn rồi tao cự chết. Em nghe lại tiếng máy con cọp nổ coi. Ôi ơi, hết nghe cái máy nè em ơi. Tắt cái máy nó mới để đây. Tắt cái máy đó ra cho anh em nghe cái con cọp này nổ xíu ơi. Gì mới được anh em. Nghe tiếng nồi đây lúc đuổi vậy nè, nghe nè. Máy nóng không nghe được luôn nha. Anh em tiếng nồi ghi phải nghe lúc máy nguội nè. Máy này vừa cái bô nó có bộ xử lý khí thải rồi là thêm bộ xử lý khí thải nữa, nó đã dữ lắm. Rồi anh lên đường thẳng tiến, không gâu đai không gì hết á. Chạy một cái một về đua liền, mút xong mâm jam. Bảo hành cho anh một năm cứ anh cứ thoải mái chạy. Tránh đường coi. Lên gốc. Rồi tiễn cho anh trai về Đồng Tháp đi, nãy chợ mới gì đó. Anh em là khu vực Đồng Tháp chợ mới nha, ủng hộ em nghe. Đó, xe này cho mấy anh đệ nổ máy, đi, tắp hành đi cho anh trai về luôn. Đó. Chưa có cái lò neo là thứ hai làm neo đâu. Dạ. Rồi anh chị cứ về, em quay ra tiễn đó. Tại nãy giờ xong hết trơn rồi, rửa ghế sạch sẽ rồi. Máy là ok con dê rồi, nghe tiếng máy hoài này cũng có nhiều thôi, không có gì đâu. Dạ. Hồi nãy chạy thử thấy sao rồi, được không? Im còn hen. Nghe cái tiếng của cái ua dưới dây sên kìa mà. Dạ. Vì thay bộ sên nó là ok hen. Thay cốt trong tải mới cái nó hơi ghè vậy đó. Dạ. Máy này mới bảo dưỡng đó nghe nè. Cái máy mới bảo dưỡng thôi nó là nó đã gì rồi đó.
thì bảo dưỡng đến em bảo dưỡng làm máy thì cũng có nết máy một thôi, thì cái máy làm lợi chạy 15 năm, cái máy bảo dưỡng này chạy 10 năm thôi được rồi, được hả? Gì ngon lành rồi, ngon lành rồi gì à, chạy thẳng tiếng không cô đây không gì hết. Đi mà anh em đi xe đi một cặp cho em nghe, hai chồng gì đó đi phải xong kiếm một bít đó. Vậy người ta mới sợ hả? Nói đi gì người ta mới sợ, còn nhiều ông đi xe mà sợ vợ, trời ơi đi phải có bản lãnh dẫn vợ theo đó, ông nào không có dẫn vợ theo được thì cũng phải dẫn kệ theo rồi, nâng cho nó vui nó. Thôi vậy thôi, về nhà ơi. Dạ. Dạ dạ. Hẹn năm sau gặp lại. Ừ, hẹn năm sau nữa ủng hộ nữa hả? Hẹn chiếc xe sau. Rồi, về tới nhà nhắn tin cho hai nghe, thẳng tiếng. Rồi, tiễn cho anh chị lên dốc mới gượt liền. Xe sáng yếu xìu anh em lên chạy nó sút bố không à. Rồi, tiễn cho anh chị về hồi nãy khu vực đâu ta? Ở An Giang, những anh em ở An Giang nhớ ủng hộ em các anh em. Tới xóm 2 nè, xe này của anh Tú nè, mới để gáp xong cái máy rồi. Thử cái máy là gì zin đẳng cấp lắm nghe anh em. Đó. Xe này thì Quỳnh Thăng dọn quá bóng anh em ơi. Đến nhà Kiên Giang cái máy nữa thì không còn gì mà để chơi nha. Đó. Cho anh em nghe cái máy cái đoạn kết thúc clip này em ơi, clip không phải dài rồi. Đẳng cấp quốc tế nè em ơi. Gì mới được chứ, lên chạy một cái là nó về là ghiền liền. Thì cái xe này chắc anh Tú gửi đây rồi, anh Tú đi xà lan về bữa nó anh đi ra xà lan ghé anh lấy nè, xong em lớn lắm đi được xà lan luôn nha. Anh em nào mà sửa xe đi xà lan nó còn dữ nữa nha, đi sửa xe mà đi bán tải đi bảy chỗ thì kia nhỏ nhỏ không à, đi xà lan cho em, nói xà lan là hạng nặng đó. Rồi nhận clip nhà cái gia hôm nay cũng dài rồi, hẹn anh nhiều clip kế tiếp nha, bye chào anh em nha. Video của Nhàn đến đây đã hết rồi, cảm ơn anh em đã xem và theo dõi. Nhớ cho Nhàn một like và một lượt đăng ký nhé. Hẹn gặp lại mọi người video kế tiếp.